Xuất khẩu các sản phẩm gỗ của Việt Nam còn dư địa rất lớn, nhưng nguồn cung gỗ nguyên liệu nội địa lại hạn chế. Đây là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo về rừng trồng và thương mại gỗ diễn ra ngày 24 tháng 11 tại Hà Nội. Theo báo cáo của Hội chủ rừng Việt Nam, trong 16 năm qua, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam đã tăng từ 311 triệu đô la Mỹ năm 2000 lên hơn 6,92 tỷ đô la Mỹ năm 2016. Các chuyên gia nhận định dư địa tăng trưởng xuất khẩu còn rất lớn. Tuy nhiên, chất lượng gỗ từ rừng trồng trong nước vẫn còn hạn chế. Mỗi năm ngành chế biến gỗ cần từ 29 đến 30 triệu mét khối nguyên liệu, nhưng nguồn cung trong nước chỉ đáp ứng được từ 23 đến 24 triệu mét khối. Những yếu tố này đã tác động tiêu cực đến khả năng cạnh tranh của các sản phẩm gỗ Việt Nam trên thị trường quốc tế và làm hạn chế tiềm năng xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ nội địa. Tôi vẫn nói đùa là cái nền nguyên liệu chúng ta như kiểu là cái mẹt hàng xén ấy, cái gì cũng có, nhưng khi cần tập trung lớn thì nó sẽ cũng có. Đây là một cái nhược điểm cực lớn. Và thứ ba nữa là có một cái nghịch lý này, tất cả các nhà máy sản xuất đồ gỗ thì tập trung ở phía Nam. Xuất khẩu khoảng 64%, xuất khẩu khoảng 70%, nhưng mà cả nơi nguyên liệu lại tập trung ở phía Bắc. Đây là cái nghịch lý thứ hai. Từ lâu đến giờ chính sách của chúng ta là luôn luôn là khuyến khích các cái doanh nghiệp, rồi các hộ gia đình, các công ty lâm nghiệp là phải phát triển rừng, trồng rừng gỗ lớn với chu kỳ dài để đáp ứng cái nhu cầu nguyên liệu cho chế biến sản phẩm gỗ trong nước. Tuy nhiên ở đây hiện nay phổ biến vẫn là keo lai và bạch đàn. Đấy, vì đối với các cái loài khác thì đang trong quá trình nghiên cứu để áp dụng mà sản xuất đầy tra thì chắc đòi hỏi phải có thời gian. Dự báo xuất khẩu lâm sản hết năm 2017 có thể cán mốc 8 tỷ đô la Mỹ. Con số này vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm là hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Đáng nói là do nguồn cung trong nước chưa đáp ứng được nên cả nước vẫn phải chi tới 1,8 tỷ đô la Mỹ nhập gỗ nguyên liệu mỗi năm.